sóng biển đánh chìm tàu cá, một ngư dân tử vong ở Ninh Thuận. Sóng to, gió giật mạnh đã đánh chìm tàu cá của ngư dân xã Phước Diêm, Hát Thuận Nam đang khai thác trên vùng biển Ninh Thuận, làm chủ tàu tử vong. Ngày 16 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Phước Diêm, Hát Thuận Nam, Ninh Thuận cho biết, do thời tiết xấu, sóng to, gió mạnh đã đánh chìm tàu cá số hiệu NT-01982, tiến sĩ của ngư dân Hồ Thành Em, 48 tuổi, ở thôn Lạc Tân Ba, xã Phước Diêm khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển tỉnh Ninh Thuận, làm ông em tử vong. Người dân địa phương đến thăm hỏi gia đình nạn nhân. Theo Ủy ban Nhân dân xã Phước Diêm, vào chiều tối ngày 14 tháng 7, ngư dân Hồ Thành Em cùng 3 ngư dân, Hồ Văn Vẫn, 20 tuổi, Hồ Quý, 15 tuổi và Nguyễn Văn Thành, 64 tuổi, cùng ngụ ở xã Phước Diêm, đi trên tàu cá NT-01982, tiến sĩ, ra vùng biển Ninh Thuận để đánh bắt hải sản. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 15 tháng 7, tàu cá ông em đang đánh bắt hải sản khu vực biển thuộc địa phận biển xã Phước Dinh, Hát Thuận Nam thì gặp thời tiết xấu, sóng to, gió giật mạnh trên biển đã đánh chìm tàu. Sau đó, 4 ngư dân cố gắng bám miếng xốp để duy trì sự sống. Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày thì tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Tính, ở Thế Thao, Khánh Hải, Hát, Ninh Hải, Ninh Thuận, ứng cứu, đưa 4 nạn nhân lên tàu sơ cứu. Tuy nhiên, do kiệt sức nên ông em đã tử vong sau đó. Hai ngư dân Hồ Văn Vẫn và Nguyễn Văn Thạnh đang phục hồi sức khỏe và ổn định tinh thần. Riêng ngư dân Hồ Quy đã chuyển đi bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phước Diêm và người dân đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình ngư dân bị nạn và tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân tử vong.